Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một em bé đang đi cắt tóc ở salon này. Hãy cùng bắt tay vào tô mình nhé. Trước tiên là mình sẽ tô cái này màu đỏ. Xong tròn này mình tô một tí. Cái nước này thế này, mình tô màu xanh nha.
ơi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một em bé đang được thợ cắt tóc, cắt cho mái tóc của mình này. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tôi cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.